Annyeonghaseyo, xin chào các bạn đến với vòng quay khủng long của chúng ta. Wow, hôm nay là vòng quay xe nha các bạn ơi. Ok, và vòng quay chúng ta đã bắt đầu rồi, và đây chính là một cái xe màu xanh lá cây. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem thử coi nha. Coi là trong xe xanh lá cây này sẽ có được cái con gì trong đây ta? Ở đâu vậy ta? Xe màu xanh lá cây là xe nào đấy các bạn ơi? Các bạn chỉ cho mình với. À ha, và xe xanh lá cây có phải chính là đây không ta? Đúng vậy các bạn ạ. Đây chính là xe xanh lá cây, và cùng coi trong đây sẽ có con gì xuất hiện đi nha. Ok, giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Và đây rồi các bạn ơi, mình đã đụng trúng được nó rồi. Wow, và đang chui ra dần từ từ đây nè các bạn. Đó chính là một cái con khủng long Megalosaurus đây nè. Rất là đẹp luôn các bạn ạ, một con Megalosaurus màu vàng với những cái sọc sọc đen trên lưng. Ta-da! Đây là cái miệng của nó rất là to các bạn ơi. Wow. Có đôi mắt màu xanh lá cây luôn nha. Trông rất là ngầu, có đúng không nào các bạn? Đấy, chú khủng long của chúng ta rất là tuyệt vời. Wow. Hai cái tay của nó dài quá các bạn ơi. Đây. Và nó có một cái bộ da khá là sừng sùi đó các bạn. Màu da màu vàng trông rất là đặc biệt. Rất là ghê các bạn ơi. Khá hay luôn nha. Đấy, và bây giờ đang đi ra đó chính là những con khủng long Megalosaurus. Ok, và bây giờ là cái xe màu tím nha. Nhưng màu tím ở đây các bạn ơi, chúng ta có thấy hai màu tím và ngọn lửa phép thuật của chúng ta đã cháy lên ở đây. Ok, và bây giờ mình sẽ coi thử nha. Rồi, và chuẩn bị xem đây nha các bạn ơi. Đây, xe tím này của chúng ta. Ok nha. Và đây mình sẽ mở con gì có cái cổ quá là đặc biệt ha. Thì ra là đây rồi các bạn ơi, đó chính là một con khủng long Rhinosaurus rất là đẹp đây. Và đôi mắt tròn màu vàng của nó kìa các bạn. Wow, nó có bốn cái chân rất là dài luôn ha. Con này trông một cái hình dáng rất là ngộ nghĩnh. Ok, có cái những cái màu ánh màu xanh trên người của nó luôn kìa các bạn ơi. Wow. Có ai thích khủng long Rhinosaurus không nào? Rồi, và vòng quay của chúng ta lại tiếp tục đây. Coi nào, thì bây giờ đó là ô nào đây các bạn? Ta-da. Và nó đây nè các bạn ơi, chính là cái ô màu xanh này, có đúng không nào? Và chúng ta hãy cùng nhau mở ra nha.
Ồ. Và đây con gì có cánh đây các bạn ơi. Wow, và nó đây rồi, một cái con khủng long Dimorphodon với cái miệng dài và những cái răng rất là nhọn kìa các bạn. Đấy, đôi cánh của nó như là cánh dơi vậy đó. Ồ, và nó đang dang rộng đôi cánh để bay lượn rất hay. Wow, cái miệng của nó to thiệt thôi các bạn ơi, cái miệng này con này nó bắt cá rất là giỏi đó. Ồ, có bạn nào thấy khủng long Dimorphodon này đẹp không ta? Đấy, con này là con khủng long bay rất 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 là giỏi luôn. Wow. Trông rất là hung dữ, nó là một con khủng long bay ăn thịt đó các bạn ạ. À. Và một tư thế đang đáp xuống của nó, đây là cái phần đuôi rất dài của nó, có những cái sọc vằn vằn màu đen nha các bạn. Ok, quá là tuyệt vời các bạn ơi. Và là bây giờ đây, chúng ta hãy cho con khủng long Dimorphodon này bay lượn thử xem nha. Ok, mình sẽ thả nó ra cho các bạn xem đây. Và cánh cửa khi mở ra, wow, đó là những con Dimorphodon đang bay tung tăng kia. Ok, rất tuyệt vời nha. Ôi, và bây giờ tiếp theo đây, nó chính là xem chút nữa là nó nhảy vô được cái ô bí mật rồi các bạn. Thôi thì chúng ta hãy coi thử trong cái xe tím này có cái gì đây nha. Còn gì trong đây đây các bạn ơi, các bạn có đoán ra không nào? Hình dáng này, một cái kiểu đầu như thế này rất 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 là quen thuộc á ta nhỉ. Rồi và bây giờ mình sẽ đem ra cho các bạn xem nha. Ok, và đang chui ra đây. À ha ha, hóa ra là nó đây rồi, một cái con khủng long Dilophosaurus màu xanh lá cây rất là đẹp nè các bạn ạ. Wow, có cái màu đỏ đẹp ơi là đẹp cái kia. Đây là một con khủng long, nó có thể phun nọc độc được luôn đó các bạn. Rất 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 là ghê luôn. Ha. Wow, cái con này nó sẽ phun nọc độc làm tê liệt kẻ thù. Sau đó bọn chúng sẽ tấn công đó các bạn. Và thường thường bọn này hay tấn công kiểu bầy đàn lắm. Và rồi đây mình sẽ cho các bạn xem thử khủng long Dilophosaurus hung dữ như thế nào nha. Ok, và đây cánh cửa công viên Jurassic Park của chúng ta mở ra đây. Wow, và nó xuất hiện rồi các bạn ơi, một bầy Dilophosaurus rất tuyệt vời. Ok, và bây giờ tiếp theo nha. Một vòng quay của chúng ta lại bắt đầu rồi đây. Và bây giờ đó là wow, là cái xe cam các bạn ơi. Nó vuốt cái ô bí mật rồi. Và thì chúng ta hãy coi thử xe cam này nha. Đâu rồi, xe cam đâu rồi ta? Ta-da! Ok, và rồi con khủng long gì đang đứng bằng hai chân rất là ghê đấy các bạn ạ. Đây, cái đuôi nó thò ra rồi nè, một cái đuôi rất là dài nha. Đấy, 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 đấy.
Và thì ra đó là một cái con khủng long Cano Taurus các bạn ơi. Một chú khủng long Cano Taurus màu nâu với cái cặp sừng đen dài, thiệt là dài đấy nè. Đây. Cano Taurus là cái con khủng long xanh mồi cũng rất là ghê đó các bạn ạ. À. Ok. Đó. Các bạn nào thích khủng long Cano Taurus không ta? Và con này thì có một cái đôi mắt đen và hàm răng rất sắc nhọn màu trắng trắng thì các bạn ơi. Wow. Có cái bộ giáp gai trên lưng luôn kìa, nhưng mà cái gai này nó hơi nhỏ ha các bạn. Nhưng mà cũng rất là ghê đó. Wow, rồi và tiếp theo đây nữa vẫn còn một con Cano Taurus rất to nữa nè các bạn ơi. Ôi, một con Cano Taurus khác với cái màu mà kiểu nó nâu đậm hơn và cái bộ giáp trên người của nó các bạn. Đấy, những cái vảy vảy người của nó làm thành một cái bộ giáp rất là đẹp luôn. Đây, hai con Cano Taurus nó chào nhau các bạn. Hello. Và nó hút nhau luôn. Wow, ghê vậy. Trời ơi, mình tưởng nó chỉ chào nhau thôi chứ. Rất là ghê. Và bây giờ đây chúng ta sẽ xem. Ôi, các bạn ơi. Khi cánh cửa được mở ra và đó là một bầy khủng long Cano Taurus. Mà chúng gầm lên ghê quá. Ok, và còn lại cuối cùng đó chính là ô bí mật của chúng ta đây nè, ha ha. Và hãy cùng nhau xem thử nào các bạn ơi, ô bí mật hôm nay sẽ cho chúng ta những điều đặc biệt gì đang chờ đón đây. Một chiếc xe màu xanh nha, ok, và cùng mở ra coi nào các bạn ơi. Xe xanh này thì có con khủng long xanh không ta, ha ha. Rồi, và rồi một con xanh, nhưng đây là một con khủng long xanh lá cây. Wow, tiếp theo nào, chúng ta đang coi con khủng long Stegosaurus màu xanh lá cây này với những cái vây rất to và ống ánh rất đẹp trên lưng của nó kìa các bạn. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Và có một con khủng long T-Rex con màu nâu. Nó cắn mình ăn. No, tha tôi ra đi mà. Con này nó hung dữ quá các bạn ơi. Vừa chui ra đã cắn tay mình thế này rồi. Thôi gỡ ra chứ. Trời ơi ghê quá. No, nó không chịu ra. Ôi, xong mình đã gỡ được con khủng long T-Rex con đó ra rồi. Ha ha ha. Rất tuyệt vời. Rồi, và bây giờ chào các bạn nha. Ui, ở đây có một cái chậu rất to. Wow, và bây giờ sẽ có những con khủng long hung dữ các bạn ơi. Đấy, và những con khủng long này ngày hôm nay sẽ đến đây chơi với chúng ta đó. Yeah. Con Cachalorontosaurus đây này các bạn, rất đẹp với cái màu cam cam nha. Wow. Con có cái đầu rất to ha, một thân hình rất mập mạp mũm mĩm. Ok, và rồi đây nha, chúng ta xem nào. Ui. Và thì ra đó là một cái con khủng long Cachalorontosaurus rabidens của nó kia. Wow. Rồi, và đây thì là một cái con khủng long đầu búa Sticky Moloch rất to với cái đầu búa tròn vo này các bạn ơi. Đúng là siêu đẹp luôn nha.
Đấy, và đôi mắt màu đen của nó với cái sừng đằng trước rất dài, ha ha. Wow, 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 đôi chân trông rất là khỏe kìa các bạn ơi. Một cái đôi chân dài, toàn là cơ bắp mà thôi. Con này đúng là một con khủng long siêu khỏe mà. Wow, 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 mồ hôi quá đẹp. Rồi, và bây giờ tiếp theo nha, chúng ta sẽ coi nào. Khủng long nào sẽ có đây? Oh, 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 là một con khủng long Velociraptor đây. Nó là một cái con Velociraptor màu xám rất đẹp đây các bạn ạ. Wow, 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 con Velociraptor là cái loài khủng long rất là thông minh đó các bạn ơi. Và nó cũng rất là dữ luôn, nó là con khủng long săn mồi cực kỳ hung dữ. Ồ, có cái đường màu xanh bên mắt kìa các bạn, rất là đẹp luôn. Và đây, cánh cửa này sẽ mở ra cho các bạn. Và đó chính là một bầy Velociraptor đang chạy thấp thấp ra nè các bạn ơi. Ta ta ta. Ồ, cái con này ghê quá. Rồi, và tiếp theo chúng ta coi nào sẽ có cái gì xuất hiện đây. À, là một con khủng long Abatosaurus cổ dài. Cổ rất là dài luôn. Đấy, và đây là một con khủng long rất là hiền lành, được mọi người rất là yêu mến đó các bạn ạ. Đấy, nó chỉ ăn cỏ mà thôi, mặc dù thân hình rất to nhưng mà nó lại không có bắt nạt những con khủng long khác. Nó lại sống rất là hiền lành, lương thiện. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi, con Abatosaurus màu nâu của chúng ta. Và rồi, ok, à, lại có một con Abatosaurus khác, nhưng con này là cái con màu cam. Con Abatosaurus màu cam với cái cổ dài, quá dài luôn. Và con này còn có những cái sọc sọc màu xám ở trên người của nó, rất là đẹp, ha ha. Wow, đôi mắt màu đỏ kìa các bạn ơi. Ok nha. Bây giờ đây nha, thì là một cái con khủng long Spinosaurus màu nâu với cái miệng to và dài như này các bạn. Và cái đôi mắt màu cam đẹp thiệt là đẹp luôn. Wow, cái tay của nó màu đen đen, cái chân cũng màu đen luôn các bạn. Khá là ghê ha. Spinosaurus là cái con khủng long có thể săn mồi cả ở dưới nước luôn đó các bạn. Và đây thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cánh cửa này được mở ra. Và đó là một cái con khủng long Spinosaurus xanh lá cây. Rồi, và bây giờ là một con khủng long hiền lành tiếp theo. Nó là một con khủng long rất là đẹp. Một con Maiasaurus với hai cái tay đằng trước rất là dài luôn kìa các bạn ơi. Wow, 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 đôi chân rất là dài luôn. Và cái bộ da mấy con này thì nó hơi sần sùi một chút đó các bạn. Đấy, nhưng mà khủng long thì rất là đẹp đó. Wow, một cái màu xám xám ha. Đây, cái đôi mắt màu xám trắng. Mắt gì màu hay vậy trời. Ok, đó, cái miệng của nó nhỏ xíu xíu hả các bạn, trông rất là hay. Wow, 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 và rồi đây các bạn ơi, cánh cửa của chúng ta lại được mở ra một lần nữa. Và lần này thì đó chính là, ôi, đó là những con khủng long Maya sau ra rất tuyệt vời cái kia. Tiếp theo là con Canotaurus màu nâu cam nha. Một cái màu nâu cam rất là mạnh mẽ đây. Và có cái hàm răng quá trời răng sắc nhọn li ti luôn kìa các bạn. Oh.
đôi bàn chân màu đen thui luôn, ha ha. Và đôi mắt của nó cũng đen thui luôn, ha ha. Quá đẹp các bạn ạ. Đấy. Ok, bỏ vào đây nha. Một lát mình sẽ tắm cho mấy con khủng long hết, ha ha. Lâu lên rồi nó không có được tắm đó các bạn. Đây thì là một cái con khủng long Dilophosaurus màu cam nè. Oh yeah, quá là đẹp luôn, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Con này cái màu sắc sặc sỡ ghê luôn ha. Một cái màu sắc kiểu xanh lá cây và có những cái màu đỏ vô thì quá là nổi bật luôn kìa các bạn ơi. Đây đây đây, cái miệng của nó nè rất là linh hoạt, rất là to. Ok, và một con khủng long tiếp theo đây các bạn ơi, một con khủng long rất hung dữ và rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là con Indominus Rex. Một cái con Indominus Rex màu xám nha các bạn. Wow wow wow. Indominus Rex xám của chúng ta có những cái gai rất rất là dài trên lưng của nó. Ồ, và đôi mắt màu đỏ kìa các bạn ạ. Đấy, đây là khủng long xanh màu nguy hiểm bậc nhất luôn đấy các bạn. Và đây khi cánh cửa công viên Jurassic Park một lần nữa được mở ra và chúng ta sẽ thấy ôi những cái móng vuốt rất là dài đấy nè. Và đang bước ra thì các bạn ơi, một con khủng long Indominus Rex hung dữ vô cùng. Wow, nó đang chậm chậm bước đi rất là ghê. Rồi và ok thì là một con khủng long Amagasaurus với cái bộ sừng rất rất ngầu đây rồi các bạn ơi. Đó, bộ sừng quá đẹp luôn, quá trời sừng luôn thì phải, nhưng làm cái bộ tóc vậy đó các bạn. Nhưng khủng long thì làm gì mà có tóc, nếu nó chỉ có sừng này mà thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok, bỏ đây nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy một chú khủng long xanh lá cây rất đẹp với cái đầu ngắn tè. Thì ra nó là con Nigersaurus. Haha, đang nhìn mọi người nghĩ, ê, nó nhìn đằng sau rất là mắc cười. Và cái miệng của nó kìa bạn, như nó đang cười vậy đó. Rồi, vào đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào khi cánh cửa công viên khủng long mở ra. Wow, 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 và đang bước ra từ từ đó là một con Nigersaurus mập mạp to đùng. Tiếp theo là một con Nigersaurus khác, ha ha. Ok, và rồi là một con cá mập to ơi là to đây nè các bạn ơi. Một con cá mập thời tiền sử rất là ghê. Rồi, hãy nằm lên cái thau này chơi bời đi nha. Rồi, và rồi, đây 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 đây, khủng long T-Rex màu xanh nước biển đáng yêu đây các bạn ơi. Đấy, con này rất là đẹp, cái màu xanh tươi rói các bạn có thấy không nào. Wow, wow, wow. Ok,
có đôi mắt màu đen kìa các bạn. Đấy, không biết là khủng long mẹ của nó đâu mất tiêu rồi ta. Con này nó còn một con khủng long mẹ màu xanh nước biển nữa đó các bạn, rất là to luôn. Rồi ok, và bây giờ tiếp theo mình sẽ lấy cho các bạn xem tiếp có một con khủng long Spinosaurus với cái bộ da xanh xui và cái miệng vừa to vừa dài nha các bạn. Trông rất là đáng sợ luôn. Nó có cái vây lưng rất là đẹp, gồm hai màu xanh và màu hồng. Đấy, hai cái đường dài trên lưng các bạn rất đẹp luôn. Wow. Rồi, nằm đây chơi nha. Tiếp theo nào, đến đây chú khủng long tiếp theo chuẩn bị đi tắm nữa, đó là một con khủng long Trung King Osaurus. Quá là đẹp luôn đó các bạn ơi. Một con Trung King Osaurus với những cái gai dài, thiệt là dài trên lưng của nó này các bạn. Wow. Rồi và đây là Megalosaurus đây. Yeah. Quá đẹp luôn đúng không nào các bạn ơi. Megalosaurus của chúng ta màu vàng chói. Đấy, một con khủng long kiểu rất là quý hiếm. Nó đang là đứng một cái tướng rất đẹp đây nè các bạn. Wow. Rồi, và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có nhân vật này xuất hiện để đi tắm ở đây. Thì ra là một cái con khủng long Triceratops màu đỏ siêu nổi bật, siêu đẹp. Với ba cái sừng trên đầu, hai cái sừng trên dài nhất. Đấy, con này được gọi là tam giác long nữa các bạn. Rất là cái tên rất là nghe rất là kêu ha. Tên nghe rất là ngầu luôn, tam giác long. Và có lẽ là và tam giác long này sẽ khép lại video của chúng ta ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Thật là buồn khi phải chào tạm biệt các bạn tại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sau của vòng xoay khủng long xe hơi. Ok, và bây giờ chúng ta tạm biệt nhau nha. Bye bye.